chìa khóa. Chìa khóa anh đâu? Mở khóa đâu? Được rồi. Túi bố này. Khóa ra. Mày bố với ai? Anh nhìn cái gì? Bố mẹ hả? Chìa khóa hả? Mày tin lúc này mày chết ở đây không? Hả? Mày hành anh bố mày hả? Mày quỷ ư? Hôm qua em không ăn gì rồi. Phép. Hôm qua mày nói. Hôm qua mày nói gì hả? Con nợ con. Nhà mày. Ăn quỷ ư ơi? Rồi lên xe đi. Cong lên, cong lên, cong lên, cong lên. Long cong lên. Đu cho ngán nó không anh? Anh ơi, rút chết nó luôn ơi. Đánh bạn em thôi. Thằng nào đánh bạn đi không? Bọn này chuyện chỗ đánh thằng Hiếu Khánh. Thế là em cũng chơi với cả thằng Hiếu Khánh à? Em bạn đúng không? Mày anh tao rồi đéo phải tao nói chuyện với anh. Ôi. Mày chỉ đánh mày đánh tao thử xem. Đi. Mày ăn thua rồi. Mày. Mày. Im mồm nào. Mày chỉ đánh mày. Anh em ơi. Anh chạy ở đấm em trước. Nhìn nhìn em nào. Hai thằng chưa đâu anh. Hai thằng chưa đâu. Con chưa rồi. Nó vừa đi ra đây rồi. Mày đi đâu anh? Đi tìm nó ăn nhanh lên. Đi. Mắt nha mày. Chị đã có một cái sự với nó rồi. Đã muốn cho xong đi ở xuống em kia. Em thẳng luôn với nó là nó yêu cảnh là Hào Ca nó đánh. Anh Dũng em mà bị bọn em đánh lại đấy là nó. Còn thế sao? Con đi kèm mày xác định mà đeo muốn đánh đừng có động vào anh nào méo gì cả. Mẹ à mày có rồi. Nó em còn nói ra nó bảo em là gì cả. Tao đã con biết việc mày cứ thử đánh cho bạn tao em. Mẹ à mày nhanh nhanh. Rồi. Địt mẹ à mày chó ơi. Địt mẹo chạy đâu? Đứng lại. Chạy nhen, đuổi thôi. Địt mẹ kia. Bỏ họ xuống. Bỏ chân đi. Bỏ đây mày chạy đi. Địt. Mày vào đây. Anh đi em gậy. Ôi, đã bảo đấy nhở? Mẹ không hiểu. Mẹ, chúng mày cứ đợi đấy. Đấy, mẹ thấy chưa? Bây giờ con em đã đeo một dây vào nó rồi thôi. Anh bảo em ra vừa lấy em đã không đánh nó thì thôi. Sao? Mày chỉ đánh thằng em nào? Ôi, con gì vậy? Anh đưa xuống, xuống bố xem nào. Mẹ, chúng mày cầm gậy bố xuống kiểu gì? Chúng mày giỏi một một từng thằng một đấy. Mẹ mày. Đấy, anh bảo với Khánh rồi, mẹ mày. Con đi mẹ mày. Thằng Hiếu Khánh nó đánh anh tao thì nó bị đánh thì nó phải chịu. Bị mẹ mày ăn người cũng phải bị người ăn lại thôi, đéo sống được đâu. Em mới thích mày xuống mày giúp thằng Hiếu Khánh lên, em xuống em Bắc Linh mày giúp nó. Em bố mày gặp mày ở dưới Bắc Linh cái bố mày dã cả mày cả Hiếu Khánh luôn ấy. Hả? Hả? Dậy. Bố mày nói vuông đét thế đâu biết. Đừng có đánh bạn tao. Dậy. Con mẹ mày xuống đây. Dậy. Mày bố ơi, bố xuống với chúng mày luôn đây. Xuống đây. Chúng mày thử bó gậy ra đi. Đây. Bố hít ra luôn này đánh chúng mày bó mày đéo phải dùng bằng tay. Mẹ, tao đéo tin chúng mày đâu. Tí chúng mày này xuống, chúng mày lại lấy gậy. Thôi, Quang Anh thôi. Thằng ấy đi thôi đi về. Nói nhá. Đá.
nữa mấy thằng mày bình tĩnh gì kìa, anh em ngồi nói chuyện. Mẹ chúng mày đợi bố gọi người. Anh bảo Khánh rồi hôm nay. Còn riêng trong mấy ngày nữa bọn em không ở đây. Anh gọi mày ra để mẹ nói chuyện chứ có phải để đánh nhau đâu mà mày cứ sồn sồn vào hai thằng mày nào mà mày đánh nó. Mai lại. Mẹ chúng mày cứ đợi đấy, bố gọi người. Mày gọi đi. Đi mẹ còn tí nữa, em lên Thái Nguyên em xem anh Quỳnh nhà rồi em xuống luôn Bắc Linh, em không ở đây nữa. Còn em xuống đây sau. À, xuống giúp đi mẹ xuống Bắc Linh giúp thằng Hiếu Cảnh kìa. Còn đi mẹ này chưa bị đánh chưa bị chửa. Còn mày con mày đi. Ôi, mẹ quan, con mày đừng để bọn bố mày phải bắt trói mày như ngày xưa. Thôi mày Thái mày đứng lên đi về. À đi mẹ xuống mày cứ đợi đấy. Đi con mẹ mày nhớ mặt bố mày đây. Mẹ thằng Thánh này. Ôi. Ôi sao anh. Trên chỗ Thái Nguyên em đã thì mẹ mày dính nhiều việc quá rồi. Đi về đi, xin tí đi mẹ. Đi em anh ra xem thằng bạn nó ở trên như nào anh. Nó bạn nó này. Chạy đây, chạy đây, chạy đây. Điện thì phải tiêu bằng vã. Vừa cứu xem nào. Chưa đi, là sau đỡ đi mẹ mõ. Đánh luôn rồi, gọi người lên xong là bắt đầu anh em lại ấy. Nó thẳng luôn, em đã từ trên anh quên đi, em đã đeo muốn dây vào đây rồi, còn nó gọi đến nào em đấm hết. Chạy đi, chạy vô ra nào. Còn nhà mày có bao nhiêu thằng mày gọi hết ra đây. Khánh đâu? Khánh ơi, ra cứu bọn mày đi, Khánh ơi. Bố mày nói thẳng luôn, tao đeo đấm được nhiều nhưng mẹ mày tao gặp thằng nào ở đường, bố mày đấm từng thằng một. Mẹ xuống mày cứ đợi thôi. Đi mồm. Rồi bọn Khánh nhá. Đi mẹ nhá. Thằng Hiếu Khải nhá. Không liên quan gì chúng mày, hiểu chưa? Đứng nội Hiếu Khải vào đây. Đi bé con bia, bọn tao mày đã đeo xinh tráng rồi, đéo liên quan đến nhau rồi còn đừng động lên tao. Mọi người đi. Người mày đâu? Thôi. Thằng Khánh chắc chạy rồi. Thằng này kệ mẹ nó, thằng này đéo liên quan. Nó chỉ đi cùng thôi. Cùng mà... à, cùng à. Thôi. Thôi đi. Mày, anh bảo này, mày đi cùng thôi nhưng mà mày đừng có hướng như thế. Cùng đi. Em bảo em với thằng béo đi xuống Linh để cứu bọn em ra. Đáng lẽ hôm nay là em đang quay có bạn dưới đó Linh đấy nhưng mà lỡ mất xe của em. Em xuống Linh rồi.
Con này biết gì còn bây giờ. Em đánh này à? Anh chú có nhìn thấy anh chú này anh đập thế ấy. Cô lên chứ. Em nói chuyện rất đàng hoàng với nó, còn cái thằng anh em vừa bắt được cái mẹ này nó nói lớp ca lớp cất với em, nó thích. Nó bắt em gọi dạ vâng với ai? Anh của em còn đôi lúc em văn tục nhầm, em còn phải xin lỗi nó là cái gì? Khánh ơi, lên đây Khánh ơi. Bẹ ào này. Thôi đi vào đi. Đi vậy. Xe đi vào đi. Xe nhau. Yeah.